Phần đề tiếp lời cho cháu là cháu Quyền cháu Lan đây ở Quảng Ninh cháu không lên được với gì thương gì lắm lắm lúc này cháu chỉ biết mi mượn khúc nhạc sâu để rồi cháu nhắn bay gửi gió đưa lời về dì ơi cháu là Quyền Huyền là nay con tâm thương gọi gì dì ở đâu dì ơi nhân sinh thế kỷ còn tiếc mãi ngàn thu vinh vinh biết chẳng hề riêng ai để nay gì đã hóa người cổ xưa sau mươi mùa xuân khép lại một cuộc đời dì ơi con thương dì hay con từ ở quê nhà Quảng Ninh con đi khắp vòng lên đây bên dì dì ơi thương gì nhiều lắm con ở xa khắp vòng lên với gì đây chỉ đổ nhà lại gì có biết đó quê nhà con thương cái gì nhiều lắm thì là thế hóa người cổ xưa giây phút biệt đi dì mãi mãi ra đi dì ra đi không có dì ơi trên ta đời dì cháu phải xa nhau ở đây dì cũng như mẹ của con dì đạo làm con đi ở quê nhà thôi đành vĩnh biệt chia ly mai gì về nơi an nghỉ suối vàng siêu quát gì cho trên là tình cảm của hai cháu vĩnh biệt gì từ đây.